Việt Nam lâu nay được xếp vào nhóm những nước yêu thích vàng nhất khu vực cũng như trên thế giới, xếp thứ 14 trong các nước tiêu thụ vàng nhiều nhất. Cụ thể, theo thống kê của Hội đồng Vàng Thế giới, năm 2017, người Việt tiêu thụ tổng cộng 37,4 tấn vàng với giá trị thực, mẫu mã đẹp giá từ vài trăm nghìn, sản phẩm lì xì vàng hoàn toàn bằng 24K được nhiều người chọn làm quà biếu Tết. Với hình ảnh đĩnh vàng tài lộc mang tính biểu tượng ý nghĩa của văn hóa phương Đông, sản phẩm đánh vào tâm lý ưa chuộng vàng của người Việt vừa có ý nghĩa cầu may mắn cho năm mới và mức giá khoảng 800.000 đồng.